với tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê, chúng ta thường sẽ đi theo trình tự tìm hiểu chung về tác giả Lê Minh Khuê này, về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, và sau đó thì mình mới đi vào phân tích chi tiết. Thì trong phần phân tích chi tiết ấy, có một nội dung rất trọng tâm của tác phẩm này, đó chính là về nhân vật Phương Định. Tác phẩm Những ngôi sao xa xôi thì xoay quanh ba cô gái thanh niên xung phong, đó là Phương Định, là Nho, là Thao. Nhưng chuyện này thì được kể với ngôi thứ nhất, nghĩa là nhà văn thì đóng vai vào nhân vật Phương Định, xưng tôi, và kể lại những trải nghiệm của mình, kể lại những câu chuyện, những điều mình trải qua khi ở trên chiến trường. Điều đặc biệt ở trong văn bản này là chỗ trình tự kể của Phương Định thì lại đi theo trình tự của tâm lý, sẽ có cái sự đan xen giữa hoàn cảnh sống hiện tại, những chuyện đang diễn ra ở hiện tại nơi chiến trường, và những hồi tưởng, những suy nghĩ của Phương Định. Bởi vậy, khi phân tích về nhân vật này, chúng ta sẽ có thể gặp một xíu những khó khăn. Khác với việc phân tích về ông Hai, nhưng mà ông Hai chúng ta phân tích diễn biến tâm lý và đi theo trình tự thời gian. Tôi đi từ đầu đến cuối văn bản thôi. Dẫn chứng nào xuất hiện trước thì mình phân tích trước, dẫn chứng nào xuất hiện sau thì mình phân tích sau. Tuy nhiên, đối với nhân vật Phương Định ý, thì chúng mình sẽ cần phải đọc toàn bộ văn bản. Và để có thể có được những cái dẫn chứng để làm rõ cho những đặc điểm, phẩm chất của Phương Định thì chúng ta cần phải chắt lọc trong toàn bộ văn bản. Có thể có những dẫn chứng xuất hiện trước nhưng chúng ta lại phân tích sau, bởi vì dẫn chứng đó chưa phù hợp với những luận điểm đầu tiên của chúng mình. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai khi chúng ta học về Phương Định đó là các bạn phải có sự linh hoạt. Có thể đi thi đề bài sẽ không hỏi chúng ta là cảm nhận của em về nhân vật Phương Định đâu, mà đề bài sẽ có thể trích ra một đoạn trích và yêu cầu chúng ta cảm nhận về nhân vật Phương Định trong đoạn trích đó. Điều này sẽ khác với cả quá trình ta học kiến thức nền. Có thể khi học kiến thức nền, hệ thống dẫn chứng ta chắt lọc ở trong toàn bộ văn bản. Nhưng bây giờ đi thi mà chỉ có trong một đoạn văn ngắn thôi thì lại cần phải có những cái lưu ý riêng các bạn nhá. Đối với dạng đề phân tích đoạn trích như vậy, chị sẽ gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp sau để hướng dẫn các em. Còn trong buổi ngày hôm nay, chúng mình sẽ đi vào phân tích nhân vật Phương Định các bạn nhá. Bạn nào đã đọc văn bản này rồi, chưa cần học nha, em chỉ cần đọc văn bản này rồi, các em có thể bình luận cho chị biết một vài những ấn tượng đầu tiên của các bạn về nhân vật Phương Định được không? Các em thấy như thế nào, các em cảm nhận như thế nào về nhân vật này ạ? Phương Định là một cô gái như thế nào? Đồng ý không? Phương Định sẽ là một cô gái như thế nào trong cảm nhận của các em nhỉ? Đây là câu hỏi mà chị đặt ra cho tất cả các bạn khi mà chúng ta đến với văn bản Những ngôi sao xa xôi. Chị đã từng nhận về những câu trả lời như là Phương Định rất nhí nhảnh. Có bạn thì cho rằng là Phương Định rất là hồn nhiên, nhưng cũng có bạn vô cùng cảm phục trước cái tinh thần dũng cảm của Phương Định. Có bạn nhạ thì cho rằng là Phương Định khá là lạnh lùng. Sự lạnh lùng còn toát lên từ chính những câu văn ở trong văn bản cơ. Đấy, thế là chúng mình có thể có những cảm nhận khác nhau, có những ấn tượng khác nhau về nhân vật Phương Định. Và các em có muốn là chúng ta có thể đưa được những cảm nhận đó vào trong bài văn của mình không? Đừng ngần ngại nhá, bởi vì chị nghĩ rằng là những cảm nhận của riêng chúng ta là những cảm nhận đáng quý nhất. Chúng ta là bạn đọc mà, chúng mình có những cảm nhận rất riêng về từng tác phẩm, về từng nội dung. Kết hợp giữa những cảm nhận đó và những phần bài học mà chúng ta được trải nghiệm thì chúng mình có thể viết nên những bài văn đúng, đầy đủ các ý, và đặc biệt là có thể hiện được cả cảm xúc cá nhân của mình nữa đấy. Vậy thì hãy cùng với chị bước vào nội dung bài học để xem là có điểm tương đồng nào giữa những nội dung chị đưa ra và những cảm nhận của các em về nhân vật Phương Định này không nhá. Tìm hiểu về Phương Định, trước tiên ý, thì chúng mình sẽ cần phải nắm bắt về xuất thân và hoàn cảnh sống của nhân vật này. Về mặt xuất thân ý, thì Phương Định là một cô gái Hà Nội, quê ở Hà Nội, đồng ý không ạ? Và Phương Định thì vốn là một cô gái đã có một cuộc sống rất là êm đềm, tươi đẹp ở Hà Nội. Tươi đẹp đến nỗi, cuộc sống của Phương Định tươi đẹp đến nỗi mà có những người khi mà biết Phương Định bắt đầu xung phong vào cuộc chiến thì cho rằng là chắc Phương Định chẳng trụ nổi đến 3 ngày đâu. Nhưng thực tế thì Phương Định đã trụ đến 3 năm ở trên chiến trường đấy các bạn ạ. 3 năm đó, hoàn cảnh sống của Phương Định là gì ạ? Phương Định cùng với Nho, cùng với Thao, ba cô gái sống trong một cái hang ở dưới chân cao điểm. Xung quanh cái hang đó đã được tác giả miêu tả ở phần đầu văn bản như thế nào ạ?
con đường qua trước hang kéo lên đồi đi đến đâu đó xa. Đường bị đánh lở loét, hai bên đường không có lá xanh, chỉ có những thân cây bị cướp khô cháy, những cây nhiều rễ nằm lăn lóc, những tảng đá to, một vài thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó han rỉ nằm trong đất, vân vân. Chỉ từ một vài những nét miêu tả rất chân thật như vậy thôi là chúng ta cũng đã đủ hình dung về một hoàn cảnh sống khắc nghiệt, thiếu vắng hơi thở của sự sống ở đó rồi, đúng không ạ? Một cái hoàn cảnh sống mà ở trong một cái hang dưới chân cao điểm là đã đủ nguy hiểm rồi, bởi vì vùng cao điểm là cái vùng trọng điểm đánh phá của giặc, thường xuyên bị thả bom. Cái thứ hai là môi trường ở xung quanh, không gian ở xung quanh thì như thế nào ạ? Chỉ toàn là những sự chết chóc, chỉ toàn là cái sự lạnh lẽo thôi, chỉ toàn là một sự im ắng, nhưng không phải là một sự im ắng yên bình, mà là một sự im ắng đến ghê người. Chính Phương Tiện cũng đã chia sẻ là cuộc sống ở đây đã dạy cho chúng tôi như thế nào là sự im lặng, một sự im lặng không bình thường. Và cái không bình thường đó thì luôn luôn trực chờ các cô gái, chính là việc má định ném bom. Vậy về hoàn cảnh sống thì chúng ta có thể thấy là đối lập với cả xuất thân, với cuộc sống trước đây của Phương Định. Khi bước vào chiến trường Trường Sơn thì Phương Định sống trong một môi trường vô cùng gian lao này, khắc nghiệt này, nguy hiểm này, đồng ý không ạ? Nhưng sống trong một môi trường như thế, Phương Định lại vẫn toát lên được những phẩm chất vô cùng cao đẹp, những vẻ đẹp đáng quý. Thì chúng mình có phần thứ ba về đặc điểm của Phương Định. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua đặc điểm ngoại hình này và đặc điểm về phẩm chất tính cách các bạn nhé. Tất cả hai đặc điểm này chúng ta đều có thể khai thác được thông qua những dẫn chứng ở trong sách giáo khoa. Bởi vậy, bây giờ bạn nào mà chưa có sách giáo khoa ở bên cạnh thì các em có thể nhanh chóng lấy ra và học cùng với chị nhé. Còn bạn nào chúng ta đã học về văn bản này rồi thì hãy vận dụng sự hình dung này, vận dụng trí nhớ của mình để thử trả lời các câu hỏi khai thác dẫn chứng của chị trong buổi học ngày hôm nay nhá. Đồng ý không các em? Ok không ạ? Sẵn sàng chưa? Bây giờ mình sẽ đi sâu hơn vào vẻ đẹp ngoại hình các bạn nhé. Ngoại hình nghĩa là vẻ bề ngoài. Chúng mình hãy cùng xem là trong văn bản thì tác giả có những đoạn văn nào, có những câu văn nào mà giúp chúng ta hình dung ra được về ngoại hình của Phương Định hay không. Có những câu văn nào miêu tả, ví dụ như là miêu tả về gương mặt này, miêu tả về đôi mắt, hay là miêu tả về làn da vân vân. Đấy, em thử tìm xem và hãy bình luận cho chị biết được không ạ? Các bạn thử tìm và bình luận cho chị biết xem là Phương Định ở đây hiện lên là một cô gái có những nét ngoại hình ra sao, nhà văn Lê Minh Khuê có những nét khắc họa như thế nào về ngoại hình của Phương Định ạ? Chị xin khẳng định là có những câu văn giúp chúng ta hình dung đấy. Và việc của các bạn bây giờ là hãy đọc thật kỹ văn bản. Đồng ý chưa nào? Chị nhớ là nó nằm ở phần giữa đấy, phần giữa văn bản, trước cảnh các cô gái phá bom. Thì các em có tìm ra được dẫn chứng nào không? Không biết là có bình luận nào trả lời câu hỏi của chị chưa ạ? Rồi. Bởi vì là có thể các bạn chưa học đến văn bản này, thậm chí có những bạn chưa đọc, mà văn bản này nhìn trong sách giáo khoa thì khá dài, nên có thể chúng ta chưa tìm được các cái dẫn chứng này. Bạn nào mà chưa học văn bản này nhá, chia sẻ ngay phần phát trực tiếp này, đồng ý không ạ? Để chúng ta lưu lại, chúng ta xem lại thường xuyên. Khi nào mà chuẩn bị học, các em có thể xem lại như là một cách để tìm hiểu trước về bài học này. Còn học xong rồi, các em có thể xem lại như là một cách để ôn tập. Đấy, bởi vậy là nhanh tay chia sẻ giúp chị phần phát trực tiếp này nha. Đồng ý không? Nhanh tay chia sẻ, lưu lại những hình ảnh, lưu lại những nội dung mà chị hướng dẫn trong buổi học ngày hôm nay nhé. Các bạn ơi, các em đã chia sẻ phần phát trực tiếp này chưa? Chia sẻ để lưu lại những kiến thức và khi cần thì chúng mình có thể xem lại một cách dễ dàng hơn nhé. Còn quay trở lại với câu hỏi chị đặt ra ấy, thì trong văn bản Những Ngôi Sao Xa Xôi, nhà văn Lê Minh Khuê đã có những câu văn từ góc nhìn của Phương Định nhé. Nhưng nhà văn vẫn có những câu văn để chúng ta hình dung ra được về ngoại hình của Phương Định. Đó là những câu văn ví dụ như: Phương Định có hai bím tóc dày tương đối mềm này, đặc biệt có một cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Và ấn tượng hơn nữa ấy, thì trong hình dung của chính bản thân mình, Phương Định cũng chia sẻ với chúng ta đó là cô có một đôi mắt rất đẹp ạ. Một đôi mắt mà các anh chiến sĩ vẫn
vẫn băn khoăn rằng là cô có cái nhìn sao mà xa xăm. Và khi mà những lúc rảnh rỗi, Phương Định thích ngắm mình trong gương và nhận thấy đôi mắt của mình dài dài, màu nâu hay nheo lại như chói nắng. Đó là những nét khắc họa về ngoại hình của Phương Định. Bây giờ các bạn hãy thử tổng kết lại, tổng hợp lại toàn bộ những nét khắc họa này và cho chị một vài những nhận xét về ngoại hình của cô gái này được không? Theo như em cảm nhận ấy, thì Phương Định là một cô gái như thế nào về mặt ngoại hình nhá? Với đặc điểm là có hai bím tóc dày này, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn, có một đôi mắt với cái nhìn xa xăm, một đôi mắt hào hay nheo lại khi chói nắng, dài dài màu nâu. Thực tế, nếu như mà chúng ta có một xíu năng khiếu hội họa, hoàn toàn có thể xuất phát từ những nét khắc họa này để có thể vẽ lên được một bức chân dung về Phương Định đấy, đúng không? Đấy, và bây giờ các em có thể đã biết đến những cái phần mềm, những ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo rồi. Không biết là các bạn có từng thử truy cập và nêu ra những đặc điểm này của Phương Định để xem thử xem là trí tuệ nhân tạo sẽ đem đến cho chúng ta một bức ảnh như thế nào không? Các em hãy thử xem nhá. Nhớ này, ghi nhớ dẫn chứng và sau đó hãy thử truy cập vào những ứng dụng mà có sử dụng AI trí tuệ nhân tạo để xong rồi chúng mình thử xem là AI trả lại cho chúng ta một bức ảnh như thế nào về Phương Định thông qua những nét khắc họa này nhá. Thứ nhất là có hai bím tóc dày tương đối mềm này. Thứ hai là có một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Thứ ba là có một đôi mắt có cái nhìn xa xăm, một đôi mắt dài dài, màu nâu hay nheo lại như chói nắng. Các bạn hãy thử tìm hiểu xem nhỉ. Các bạn bình luận là đẹp, đằm thắm. Một cô gái xinh đẹp, đằm thắm này. Gì nữa không ạ? Một cô gái xinh đẹp, đằm thắm. Chị rất đồng ý với những nhận xét đấy nhá. Thêm nữa nào. Xinh xắn đáng yêu. Xinh xắn đáng yêu. Nhí nhảnh. Nhí nhảnh. Rồi. Ở đây chị thấy cũng tương đồng với cả ý kiến của các bạn, thì bản thân chị cũng cảm thấy là Phương Định là một cô gái rất là xinh xắn hiện lên thông qua những nét khắc họa này. Và bên cạnh đó chúng ta thấy được một nét duyên dáng của những cô gái Hà Thành, đúng không ạ? Cái nét duyên dáng thanh lịch của những cô gái Hà Thành cũng đã xuất hiện trong ngoại hình của Phương Định. Bởi vậy, từ những dẫn chứng này, các em có thể đưa ra giúp chị một nhận xét. Đây là một vẻ đẹp thanh tú, đầy nữ tính. Rồi, cũng có thể dùng những từ ngữ như các bạn sử dụng đấy. Xinh đẹp này, duyên dáng này, hay là xinh xắn này, thanh lịch này, đồng ý không? Đó là nét đầu tiên, là ý đầu tiên về nhân vật Phương Định, vẻ đẹp ngoại hình của Phương Định các bạn nhé. Và đừng quên gợi ý của chị đấy, thử sử dụng ứng dụng AI xem sao, xem là từ những nét khắc họa này thì AI sẽ cho chúng ta một bức ảnh như thế nào, đồng ý không? Rồi, đấy là về ý đầu tiên về nhân vật Phương Định các bạn nhé. Đây là những nét khắc họa về ngoại hình của Phương Định. Tuy nhiên ý, về nhân vật này thì điều mà bạn đọc quan tâm hơn cả chính là những nét phẩm chất, tính cách của cô gái. Thế nên là chúng ta sẽ bước sang ý tiếp theo. Bên cạnh một ngoại hình rất là ấn tượng này, sự xinh xắn, thanh lịch, thanh tú, đầy nữ tính, thì Phương Định còn để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc về vẻ đẹp phẩm chất. Đồng ý không ạ? Nếu như ngoại hình là về vẻ bề ngoài thì phẩm chất là về vẻ đẹp bên trong. Đó. Thì về phẩm chất của Phương Định ấy, chúng ta hoàn toàn có được rất nhiều các ý tưởng, rất nhiều các từ khóa để nói về phẩm chất của cô gái này. Nào là dũng cảm, kiên cường, bền bỉ này, rồi là giàu tình yêu thương này, nhạy cảm, lãng mạn, vân vân. Bây giờ việc của chúng mình là phải sắp xếp lại những từ khóa đó theo một hệ thống làm sao cho nó thật là đầy đủ và thật là khoa học để không bị thiếu các dẫn chứng. Chị đã từng đưa ra một cái yêu cầu cho các bạn nhỏ khi mà học đến văn bản này, đó là hãy kể một bảng dẫn chứng, một cái bảng mà bao gồm là một cột là các đặc điểm của Phương Định và một bên là dẫn chứng. Thế sau rồi buổi sau các bạn đến học, các bạn sẽ sử dụng chính bảng dẫn chứng đó để chúng ta hoàn thành dàn ý về Phương Định. Và kết quả như thế nào các em nghe không? Kết quả là sau khi học xong thì các bạn nhận ra là ồ, còn quá nhiều những dẫn chứng mình chưa khai thác.
Điều đấy cũng chứng tỏ là dàn ý mà các bạn xây dựng là một dàn ý cũng đủ cái sự cặn kẽ và chi tiết, đúng không? Để mà thấy được là có nhiều những dẫn chứng mình còn chưa kịp khai thác. Đấy, thế nên bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần phân tích về phẩm chất của phương định. Và có lẽ là trong thời lượng của buổi học ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các em chúng ta phân tích về nét phẩm chất đầu tiên, cũng là nét phẩm chất ấn tượng nhất về nhân vật này, chính là sự dũng cảm của phương định các em nhé. Phẩm chất đầu tiên, sự dũng cảm, kiên cường. Để thấy được về sự dũng cảm, kiên cường của phương định, chúng ta có thể phân tích theo trình tự là trong những hoàn cảnh khác nhau. Đồng ý không? Ví dụ như là phương định kiên cường dũng cảm như thế nào khi chưa có bom nổ này, rồi phương định dũng cảm kiên cường như thế nào khi có bom nổ, và phương định dũng cảm kiên cường như thế nào sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đó cũng có thể là một trình tự chúng ta có thể đi theo. Còn ở đây thì chị sẽ cùng với các bạn chúng ta đi theo một cái trình tự là khai thác các dẫn chứng trong toàn bộ văn bản và trọng tâm vào một số những phân đoạn quan trọng về nhân vật này. Đồng ý không ạ? Thì trước tiên là sự dũng cảm, kiên cường của Phương Định sẽ hiện lên từ chính công việc mà cô đang phải phụ trách. Gọi là công việc nhưng đó là nhiệm vụ đấy. Thì nhiệm vụ của ba cô gái thanh niên xung phong ở trong tác phẩm này, trong đó có Phương Định, chính là một tổ trinh sát mặt đường. Công việc cụ thể của họ là gì ạ? Là việc của chúng tôi là ngồi đây, khi có bom nổ thì chạy lên đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Đấy, công việc của họ có thể tóm tắt lại qua 5 nội dung chính, qua 5 ý chính. Ngồi đây, ngồi ở gần cao điểm không phải đơn giản các bạn nha. Khi có bom nổ thì chạy lên, đó là cái thứ hai. Đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đấy là cái thứ ba. Đếm bom chưa nổ là cái thứ tư. Và cuối cùng là phá bom nếu như cần. Đấy, thế thì em thấy công việc như thế là một công việc ra sao ạ? Không hề đơn giản và cũng không hề nhàn rỗi đâu. Bởi vì làm việc với bom, thường xuyên tiếp xúc với bom, bom chính là hiện thân của tử thần, của thần chết. Nên công việc của Phương Định là một công việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà Phương Định đã phụ trách công việc đó, đã hoàn thành tốt rất nhiều lần phá bom trong suốt 3 năm liền. Thì điều đấy cũng chứng tỏ cho sự dũng cảm và kiên cường của Phương Định, đúng không các em? Và hơn nữa nhé, hãy để ý giúp chị đến một chi tiết này. Phương Định có nói về tên gọi của mọi người đối với đội, đối với tiểu đội của cô. Và Phương Định gọi rằng là đó, chúng tôi làm công việc của một tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gọi lên những khát khao, làm nên những sự tích anh hùng. Em nhận xét như thế nào về suy nghĩ này của Phương Định và của các cô gái ạ? Một suy nghĩ như thế nào? Giống như là việc khi mà các em được nhận một nhiệm vụ mới và các bạn cảm thấy rất háo hức, rất là mong muốn có thể ngay lập tức dấn thân vào nhiệm vụ ấy, làm nên những chiến công, làm nên những chiến tích. Thì điều đặc biệt ở đây, các cô gái cũng mang một cái sự háo hức như thế, cũng mang một sự sôi nổi như thế. Nhưng mà quan trọng đó là khi mà các cô nghe được và biết được nhiệm vụ của mình là tổ trinh sát mặt đường. Có lẽ chỉ có một thế hệ trẻ với tinh thần kiên cường, dũng cảm, với lòng yêu nước nồng nàn thì họ mới có thể nghĩ đến những viễn cảnh thật tươi đẹp. Họ mới có thể nghĩ đến những cái chiến công oai hùng ngay trong tên gọi của nhiệm vụ như thế. Cách mà Phương Định gọi nhiệm vụ của mình, cách mà Phương Định ứng xử với nhiệm vụ của mình đủ để chúng ta thấy được sự dũng cảm và kiên cường, đúng không em? Thế nên ý đầu tiên ở đây đó là Phương Định đảm nhiệm những công việc rất vất vả, rất nguy hiểm. Bản thân Phương Định cũng từng bị thương, cũng có một vết thương chưa lành miệng ở đùi. Nhưng tất cả những điều đó không hề làm cho cô gái này chùn bước. Phương Định vẫn gắn bó ở nơi chiến trường như thế, vẫn miệt mài làm công việc của một nữ trinh sát mặt đường. Đó chính là minh chứng cho sự kiên cường bám trụ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của cô gái này. Đó là ý đầu tiên các bạn nhé. Đây là một ý chúng ta có thể rút ra từ toàn bộ văn bản. Bây giờ mình sẽ có một cái ý đi sâu vào bạn Phương Định phá bom. Chị ơi, các bạn hỏi là có khóa nào lại kiến thức nền từ đầu năm? Ở đây sau khi mà cùng với chị chúng ta lắng nghe những phần kiến thức này thì chắc hẳn là các bạn cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của việc nắm chắc kiến thức nền, đúng không? Thế thì với câu hỏi của các bạn như vậy nhá,
với khóa mà để ôn tập lại toàn bộ kiến thức nền. Ví dụ như là với văn bản những ngôi sao xa xôi, chúng ta cũng ôn tập lại theo cách như vừa rồi mà chị hướng dẫn kem ý. Kem có thể đăng ký khóa học chạy văn của buổi học văn chị Hiên nha. Văn với cái tên gọi là khóa học chạy văn thì các bạn cũng đã hình dung ra được rồi đấy. Đó là một khóa học mà chúng ta sẽ cùng với nhau học một cách tăng tốc, học một cách nhanh chóng, nhưng mà phải hiểu nha. Học để ôn lại toàn bộ kiến thức. Nhớ nhá, ôn lại toàn bộ kiến thức của tất cả các văn bản trong chương trình, kết hợp với cả phần phương pháp viết để chúng ta có thể hoàn thiện được bài thi một cách tốt nhất nha. Đấy, thế nên là mọi thông tin về các khóa học của Văn Trị Hiên, em muốn tìm hiểu xem là nhu cầu của mình phù hợp với khóa nào, nhanh chóng nhắn tin về cho chị, đồng ý không nào? Đấy, còn bây giờ quay trở lại với nội dung bài học nào. Chị đang muốn nói đến ở đây đó là về nhân vật cương định trong cảnh phá bom. Khi mà các em học đến văn bản này rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ rất quan tâm đến đoạn này. Thậm chí là có những bạn học văn bản này và chỉ chú ý đến đoạn này thôi, bởi vì đoạn này rất hay được đưa vào trong đề thi. Đó chính là đoạn cương định phá bom. Vậy ta sẽ phân tích phân đoạn này như thế nào để có thể làm rõ được sự dũng cảm, kiên cường của Phương Định? Thì chúng ta sẽ đi theo trình tự nhé. Chị rất mong là các bạn sẽ có sẵn sách giáo khoa ở đây để chúng ta sẽ đi theo đúng trình tự thời gian, từ lúc mà các cô gái phân công nhiệm vụ này cho đến lúc mà Phương Định đến gần quả bom, rồi lúc Phương Định thực hiện các thao tác phá bom, rồi là lúc Phương Định đợi bom nổ, và cuối cùng là kết quả khi quả bom nổ, mọi thứ diễn ra như thế nào, ta sẽ khai thác được một cách rất là chi tiết đấy. Cụ thể là sự dũng cảm của Phương Định hiện lên trong cảnh phá bom sẽ thể hiện qua từng giai đoạn. Một là khi mà Phương Định đến gần quả bom, đồng ý không ạ? Hai là khi mà Phương Định thực hiện những thao tác phá bom. Ba là khi Phương Định đợi bom nổ. Và cuối cùng thứ tư là khi quả bom nổ. Đây là một phân đoạn quan trọng như vậy, nhưng mà chị thấy có không ít những bạn phân tích phân đoạn này khá là sơ sài với một vài những dẫn chứng chọn lọc thôi. Nhưng chị thấy đã là một lần chúng ta học rồi thì hãy khai thác thật kỹ nha, đồng ý không? Đấy, bây giờ trước tiên mình sẽ đi vào đoạn mà Phương Định đến gần và quan sát quả bom này. Khi đến gần và quan sát quả bom, em có thể mở sách giáo khoa để chúng ta có thể nắm chắc được hơn về mặt dẫn chứng nhé. Buổi sau trước khi học chị sẽ nhắc nhở các bạn để chúng ta chuẩn bị sách giáo khoa một cách đầy đủ hơn nha. Còn nếu mà em xem bài học này khi đã học văn bản này rồi thì hãy vận dụng sự hình dung của mình, trí nhớ của mình về những dẫn chứng tiêu biểu nhé. Khi mà đến gần và quan sát quả bom này thì Phương Định cảm nhận rất rõ rệt về sự căng thẳng và nguy hiểm. Cụ thể ra sao? Cụ thể chính là đoạn mà Phương Định thấy được cái sự im ắng đấy, thấy được cái sự im ắng ở nơi cao điểm này. Nhưng mặc dù cảm nhận như thế, nhưng mà Phương Định vẫn có cách tự động viên chính mình bằng cách là gì ạ? Bằng cách là nghĩ đến những người đồng đội, đồng ý chưa ạ? Đó, Phương Định vẫn có những suy nghĩ để giúp cho cô cảm thấy tự tin hơn, giúp cho cô cảm thấy vững vàng hơn. Phương Định nghĩ như thế nào ạ? Các anh cao xã có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có. Rồi gì nữa, các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới. Và bởi vậy mà Phương Định đã quyết định là tôi không sợ nữa, tôi sẽ không đi khom. Không đi khom nghĩa là Phương Định sẽ đi đến gần quả bom, đi đến gần với sự nguy hiểm bằng một cái bằng một dáng đi như thế nào ạ? Hiên ngang, mạnh mẽ. Trong hình dung của chị thì Phương Định trong lúc đó tựa như là một nữ anh hùng ấy các em ạ. Một nữ anh hùng sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm với một tư thế hiên ngang, không hề run sợ, không hề sợ hãi. Đó, nha. Nên là chính ý nghĩ của Phương Định cũng giúp chúng ta thấy được sự dũng cảm và kiên cường của cô gái này mà. Các anh cao xã có nhìn thấy chúng tôi không? Rồi các anh không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới. Bởi vậy mà dù là đang bước vào nơi quả bom rất nguy hiểm, không biết quả bom sẽ nổ bất cứ lúc nào, nên nhưng mà Phương Định như thế nào? Vẫn không đi khom và không sợ hãi. Đấy, đồng ý chưa ạ? Rồi tiếp tục nhá, tiếp tục này. Khi mà đến gần quả bom ấy thì Phương Định quan sát rất kỹ quả bom. Quả bom nằm lạnh lùng trong một bụi cây khô, một đầu có vẽ vòng tròn màu vàng, đúng không ạ? Vân vân. Thì những câu văn đó nhiều khi chúng ta bỏ qua, nhưng hãy đặt ra câu hỏi là những câu văn đó thể hiện là Phương Định đang làm gì?
đang nghĩ gì. Thì rõ ràng để có thể thấy được những đặc điểm của quả bom như vậy phải là một sự quan sát rất kỹ lưỡng. Và để có sự quan sát kỹ lưỡng đó thì Phương Định phải đang rất là bình tĩnh. Chứ nếu như mà Phương Định đang hoang mang, sợ hãi, run sợ thì có lẽ sẽ không đủ được, không đủ sự bình tĩnh để có thể quan sát và thấy được những cái đặc điểm của quả bom như vậy. Đúng không em? Nha. Đấy, thế nên rằng là đừng bỏ qua các dẫn chứng, đặc biệt là khi chúng ta phân tích một phân đoạn. Mỗi dẫn chứng, mỗi câu văn đều giúp cho chúng ta có được những ý tưởng để khai thác đấy. Rồi, đồng ý chưa? Đấy là khi mà Phương Định đến gần và quan sát quả bom, chúng ta đã thấy toát lên được một cái tinh thần của một nữ anh hùng, được một nữ chiến binh không hề sợ hãi, rất kiên cường và rất dũng cảm. Sự kiên cường và dũng cảm ấy còn được thể hiện rất rõ khi mà Phương Định phá bom. Khi Phương Định phá bom, Phương Định thực hiện những thao tác rất cẩn thận, rất thận trọng nha. Ví dụ như là Phương Định có những hành động này. Thứ nhất là đào đất. Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Ồ, đến đây chị chợt nhận ra có một điều mà nhiều bạn lớp 9, nhiều bạn nhỏ khi đọc mà chúng ta chưa hiểu đâu. Chúng mình có những cái hình dung rất là hồn nhiên về việc phá bom. Có bạn thì cho rằng phá bom là chúng là sẽ làm cho quả bom ấy nổ, là sẽ châm ngòi cho quả bom ấy nổ. Có đúng không nhỉ? Có đúng không? À, ở đây ý, trang văn của Lê Minh Khuê đã giúp chúng ta hình dung ra được, hiểu được rõ hơn về quá trình phá bom của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Việc phá bom không đơn giản em ạ. Không phải là cứ làm cho quả bom ấy nổ là được đâu, mà chưa chắc làm cho nó nổ nó đã nổ đâu. Chính Phương Định cũng đã nêu là thần chết thì luôn rình rập, bởi vì thần chết có trong ruột những quả bom. Và việc phá bom của các cô gái, em hình dung này, sẽ là một loạt những thao tác cần thực hiện một cách đầy đủ, kỹ lưỡng và chính xác. Thứ nhất là sẽ đào một cái hố ở gần quả bom này. Thứ hai là đổ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, rồi châm ngòi để cho cái chỗ thuốc mìn ấy nó nổ. Và cái việc nổ của chỗ thuốc mìn ấy sẽ tác động vào và khiến cho quả bom sẽ nổ. Đồng ý không ạ? Nghĩa là tạo ra một cái vụ nổ ở bên cạnh quả bom để khiến cho quả bom ấy nóng lên và nó sẽ nổ theo. Bởi vậy mà có những lần phá bom nhưng mà bom không nổ. Có những lần phá bom nhưng bom không nổ. Những quả bom nổ chậm. Và chính vì như thế nên lại mới vô cùng nguy hiểm các em ạ. Đó, lại vô cùng nguy hiểm. Và chính Phương Định cũng có suy nghĩ rằng là gì ạ? Điều quan trọng là liệu mình có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Không biết các bạn đã từng xem những thước phim, chỉ thấy có ở trên mạng xã hội có những thước phim rất hay về những cô gái thanh niên xung phong. Cũng là một phân đoạn khi các cô gái gặp một cái quả bom rất lạ, làm thế nào cũng không nổ. Thế xong rồi là bây giờ ở đường đi của bộ đội ta là sẽ đi qua cái khu vực đó, đi qua chỗ đó. Các cô gái thì bắt đầu phải hội ý này, bắt đầu phải họp và xin ý kiến của các anh chiến sĩ. Bởi vì tiểu đoàn công binh sẽ là cái tiểu đoàn mà có những anh chiến sĩ sẽ gọi là thành thạo hơn này. Và các anh thì không muốn những cô gái ấy mạo hiểm. Các anh nhất quyết là không muốn cho các cô gái di chuyển quả bom ấy. Nhưng vị nữ đội trưởng ở trong đội các cô gái đó đã khẳng khái khẳng định là chúng tôi sẽ rời quả bom đó đi. Các đồng chí không cho chúng tôi làm việc là do các đồng chí trọng nam khinh nữ. Và họ quyết định rời quả bom bằng tay. Trong lúc tất cả mọi người đang không biết phải xử lý như thế nào thì các cô gái bắt đầu ca lên khúc hát. Đó là khúc hát về những cô gái thanh niên xung phong. Đó, về Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Những khúc hát vang lên giữa lúc căng thẳng nhất. Và thế là các anh chiến sĩ đã phải đành lòng để cho các cô gái mạo hiểm. Các cô gái ấy bới đất bằng tay. Một cô gái thì ôm quả bom. Bất chợt, một sự giật mình, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nhưng cô gái ôm quả bom thì vẫn cứ vững tay ôm như thế này. Lúc đấy hoàn toàn có thể quả bom sẽ nổ. Nhưng không các bạn, nhưng không. Cô gái ấy không hề sợ hãi. Cô gái ấy vẫn ôm chặt quả bom. Bởi vì là nếu buông tay ra, quả bom ấy sẽ có những cái sự ảnh hưởng và rất dễ khiến cho nó nổ. Vì lo nghĩ cho đồng đội. Và cô gái ấy vẫn cứ vững tay, vẫn cứ ôm chặt quả bom trong lòng mình.
Kết quả thì rất may mắn, các cô gái đã có thể di dời quả bom đi một cách an toàn. Nhưng qua phân đoạn đó lại càng khiến chị thấm thía hơn những câu văn của Lê Minh Khuê khi mà diễn tả về quá trình phá bom của các cô gái. Nó không hề đơn giản. Và một lần nữa chị cũng nhận ra được giá trị rất tuyệt vời của văn chương các em ạ. Mỗi trang văn đều ghi dấu thời đại mà nó ra đời. Mỗi trang văn đều soi bóng cái thời đại mà nó ra đời là như thế đấy. Để cho chúng ta, bạn đọc chúng ta, dù ở thời đại nào, chỉ cần đến với văn chương, chúng ta có thể được có cơ hội sống nhiều cuộc đời, hiểu được cuộc sống trước khi chúng ta xuất hiện như thế nào, cuộc sống trong chiến tranh, trong quá khứ ra làm sao, để chúng ta trân trọng hơn cuộc sống hiện tại, đúng không các em? Nên ý nghĩa của văn chương chẳng phải chỉ dừng lại ở những tác phẩm mà xuất hiện trong đề thi, khiến cho chúng ta cứ ngày đêm miệt mài tìm hiểu, mà giá trị của văn chương vẫn đang tồn tại hiện hữu xung quanh chúng ta trong từng giây phút, để mỗi khi chúng ta đọc từng trang văn, chúng ta lại bồi hồi xúc động và chúng ta cảm thấy biết ơn vô cùng cuộc sống này đã cho chúng ta được sống trong một thời đại mà bản thân chị hay là các bạn nhỏ đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cũng là trong cái độ tuổi tương tự như Phương Định đấy. Nhưng may mắn cho chúng ta là không phải phá bom. May mắn cho chúng ta vì cuộc sống của chúng ta đang yên bình, đang hòa bình. Một cuộc sống được đánh đổi bởi rất nhiều công sức và rất nhiều xương máu của thế hệ cha anh đi trước các em ạ. Bởi vậy mới nói là ở đây Lê Minh Khuê đã dùng ngòi bút của mình để tái hiện lại những gì đang diễn ra, những gì đã diễn ra trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ với nhiệm vụ của các cô gái thanh niên xung phong. Phương Định đã phá bom bằng việc thực hiện một loạt các thao tác đào đất này, bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi rồi chạy lại chỗ ẩn nấp. Nghe thì đơn giản như vậy, nhưng mà toàn bộ quá trình đó được nhà văn miêu tả rất chi tiết. Cứ đan xen với mỗi thao tác lại là những cảm nhận rất riêng của Phương Định, những cảm nhận, những nét suy nghĩ rất rõ của Phương Định. Phương Định cảm thấy rõ về từng viên đất bay ra hai bên mà, đúng không ạ? Đấy, rồi là Phương Định còn cảm nhận rõ cái tiếng xẻng. Mỗi tiếng xẻng mà khi cứa vào vỏ quả bom, một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt cô. Đủ để thấy Phương Định tập trung như thế nào. Nhưng cái sự tập trung ấy chỉ đem đến toàn là nỗi sợ hãi thôi, đúng không em? Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên, rồi là tiếng xẻng cứa vào vỏ quả bom ấy. Nhưng Phương Định có sợ hãi không? Phương Định có sợ hãi không ạ? Không. Trái lại, Phương Định còn tự thúc giục bản thân mình rằng tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí, vỏ quả bom nóng một dấu hiệu chẳng lành, hoặc là nóng từ bên trong, hoặc là mặt trời luôn nóng. Đó ạ. Ở đây chúng ta đang khai thác những dẫn chứng này để thấy được sự dũng cảm kiên cường của Phương Định. Bởi vậy chúng ta có thể nhận xét đây là những thao tác được thực hiện một cách dứt khoát, không ngần ngại, đúng không ạ? Không ngao ngúng, mọi thao tác đều thực hiện dứt khoát này và được thực hiện một cách thành thạo, cẩn thận. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của Phương Định. Đó, đồng ý không ạ? Nhá, đấy là về hành động. Còn về suy nghĩ, cảm nhận thì như chị vừa mới nêu đấy các em ạ. Phương Định cảm thấy đất rắn này, rồi những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Cảm nhận rõ cả về tiếng xẻ cứa vào vỏ quả bom, một tiếng động sắc ghê sợ như thế này. Rồi tiếp tục ạ, Phương Định còn có những cảm nhận. Tôi dùng mình và chợt nhận ra sao mình làm quá chậm, tôi đã tự thúc giục bản thân. Các em có thấy một cái sự mâu thuẫn nhỏ ở đây không? Một sự mâu thuẫn giữa việc là cảm nhận về hoàn cảnh xung quanh ngày một căng thẳng hơn, ngày một nguy hiểm hơn, nhưng bản thân Phương Định thì vẫn bình tĩnh và thúc giục bản thân là phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đó, chính sự mâu thuẫn đó đã khiến cho chúng ta nhận ra được Phương Định đang rất tập trung vào nhiệm vụ. Tuy là có hồi hộp đấy, đúng không ạ? Nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tuy có hồi hộp nhưng vẫn đủ bình tĩnh, vẫn đủ sự can trường, vẫn đủ sự cẩn thận để làm chủ hoàn cảnh của mình. Các bạn nhớ nha. Đó, chúng ta không thể nào mà cứ quá ca ngợi rằng là ở đây các cô gái không có một chút lo lắng, không có một chút hồi hộp nào cả. Ở đây vẫn là những cô gái, họ đâu phải mình đồng da sắt, họ đâu phải không có cảm xúc. Ở đây Lê Minh Khuê đã chọn cách đi sâu vào nội tâm của nhân vật để giúp cho chúng ta không những cảm nhận được, không những hình dung được về hành động của nhân vật, mà còn cảm nhận được về những nét suy nghĩ, những cái nét cảm xúc của nhân vật trong từng hoàn cảnh, trong từng khoảnh khắc. Đó cũng là
trong những sở trường, một trong những cái nét về phong cách của nhà văn Lenin Khuê đấy các em ạ. Đồng ý không nào? Để chúng ta thấy được đây cũng là những cô gái rất bình thường thôi. Họ là những cô gái tuổi đời còn rất trẻ, mới 19 đôi mươi. Nhưng cái không bình thường, nhưng cái đáng khâm phục của họ đây là gì? Họ làm những công việc hàng ngày, hàng giờ đối diện với nguy hiểm. Họ vẫn có những nét suy nghĩ thường thấy như là hồi hộp, như là lo lắng. Nhưng cuối cùng họ vẫn luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Sự hồi hộp lo lắng không thể nào chiến thắng được cái quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của họ. Sự bình tĩnh, rồi sự trách nhiệm này, sự dũng cảm kiên cường là điều quan trọng hơn tất thảy. Đó chính là giai đoạn mà khi mà Phương định phá bom cây nhá. Khoảnh khắc mà Phương định phá bom, các bạn đã hiểu bài chưa nào? Các bạn đã hình dung ra chưa nào? Đấy, khi mà chúng mình phân tích tác phẩm văn xuôi ấy, không chỉ là những ngôi sao xa xôi mà còn là làng này, lặng lẽ Sapa này, chiếc lường ngà, thì điều rất quan trọng chính là việc mà các em phải ghi nhớ dẫn chứng, phải hiểu được dẫn chứng ở đây tác giả đang viết gì, từ đó chúng ta hình dung được điều gì nha. Và nhớ nha, đó là nếu như mà các em chưa tự tin về kiến thức về các tác phẩm văn xuôi trong chương trình của văn lớp 9 ấy, chúng ta phải ôn lại ngay từ bây giờ thôi. Tác phẩm văn xuôi vẫn luôn là một cái sự lo lắng không hề nhỏ của các bạn nhỏ thi vào 10. Nên các em hãy bắt đầu ôn tập, có thể thông qua buổi học ngày hôm nay hình dung ra được cách khai thác các dẫn chứng để áp dụng cho các tác phẩm còn lại nha. Còn nếu như mà chúng mình muốn được hướng dẫn chi tiết hơn, cùng học, cùng ôn với học văn chị Hiên, thì đừng quên tìm hiểu và đăng ký ngay khóa học chạy văn của người học văn chị Hiên nhé. Trong khóa học đó thì các tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm văn xuôi, chúng ta cũng sẽ đi từ việc hiểu được dẫn chứng, chắt lọc những dẫn chứng quan trọng nhất để có thể đem được vào bài thi nhá. Các bạn đồng ý không nào? Và chị muốn xác nhận lại là các em đã nắm bắt được nội dung của phần phương định phá bom chưa? Đồng ý không các bạn? Là con mình rồi ạ. Rồi, ok nhá. Các em có hiểu bài không? Các bạn có hiểu bài không? Chiều dẫn như vậy có bị nhanh quá với cả cái sự tìm hiểu của các em không? Lịch học lớp 9 là như thế nào vậy ạ? Với lớp 9, với khóa học chạy văn thì chúng mình học 3 buổi một tuần nhá. Chúng mình bắt đầu học từ ngày mùng 10 tháng 4. Mùng 10 tháng 4 sẽ khai giảng. Và chúng mình học 3 buổi một tuần vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Chúng mình học vào buổi tối các bạn nhá. Nhưng chị cũng rất mong là các bạn hiểu được tính chất của khóa học này là một khóa học tổng ôn với lượng kiến thức không hề nhỏ, nên là thời lượng mỗi buổi học sẽ hơi dài, sẽ dao động khoảng 2 tiếng đồng hồ trở lên. Nên là chị mong rằng là chỉ còn giai đoạn cuối này thôi các em ạ. Vất vả một chút nhưng mà thành quả chúng ta đạt được thì sẽ rất là xứng đáng đấy. Nên bạn nào mà hơi lo lắng về thời gian học là đang hơi muộn một xíu thì chị nghĩ rằng là cứ mỗi tuần chúng ta dành ra 3 buổi như vậy thì cũng không quá là mệt đâu, không quá vất vả đâu. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ có được một cái tinh thần học. Các em mà vào trong khóa học các em sẽ thấy ngay, năm nào cũng vậy, khóa học chạy văn ý, tinh thần sôi sục vô cùng. Có những bạn mà bình thường đến giờ đó là đã phải đi ngủ rồi, là cũng đã quen mắt rồi, là khó để học tiếp rồi. Nhưng mà bởi vì những bạn còn lại đang rất say sưa, thế nên là quyết tâm học tiếp, học cho xong bài học đó mới đi ngủ. Đấy, nên là khóa học này còn dành cho những bạn nào mà chưa có đủ động lực, chưa có đủ động lực muốn được kết quả tốt, nhưng mà cứ đến khi bắt đầu thì lại nản chí này, cứ đến khi bắt đầu thì lại vì cái này vì cái kia nên là chúng ta lại không thể duy trì được, thì có thể tham gia ngay khóa học này nhá. Đồng ý không nào? Đó. Và các bạn thân mến, buổi học ngày hôm nay chị cùng với các em chúng ta đi qua một số những dẫn chứng tiêu biểu về nhân vật Phương Định ở trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, để cùng với nhau chúng ta có những nét khắc họa đầu tiên, có những ý đầu tiên về nhân vật này. Đó là một cô gái xinh đẹp trong ngoại hình này, và là một cô gái kiên cường, dũng cảm trong phẩm chất. Sự kiên cường, dũng cảm này của Phương Định còn được thể hiện trong rất nhiều các chi tiết khác nữa. Và các em hãy chủ động đọc sách giáo khoa, đánh dấu lại các chi tiết đó, đánh dấu lại những dẫn chứng đó, để buổi học tiếp theo cùng với chị chúng ta hoàn thiện về nhân vật Phương Định này nhé. Còn buổi học ngày hôm nay của chúng mình thì sẽ kết thúc tại đây. Chị rất cảm ơn các bạn vì đã dành ra thời gian cùng đồng hành với chị, cùng đồng hành với học văn chị Hiên. Và chị rất mong có thể được gặp lại tất cả các em trong những khóa học tập ôn cuối cùng, để cùng nhau chúng ta vượt sóng đón điểm 10 nhé. Đó cũng là mục tiêu của khóa học chạy văn đấy. Nên nếu muốn tìm hiểu về khóa học chạy văn đang được ưu đãi sâu nhất về mặt học phí thì các em có thể nhắn tin về cho chị nhé.
Còn bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại chúng mình trong những buổi học sau nhé. Bye bye.